Rồi rồi rồi, tới công chuyện luôn. Ai nói đầu quạt không thang 12 24V của em không gắn được quạt treo tường đâu? Đó. Đây thì cây này là quạt đứng nè. Quạt đứng quạt bàn là trước giờ cô chú anh chị thấy nhiều ok rồi ha. Rồi đây. Vẫn là đầu quạt không thang 12 24V gắn quạt treo tường nha. Đó. Ai nói không được đâu, em test cho coi nha. Ok, bây giờ cấp điện nè. Rút dắt điện này ra nè, dắt điện bình 12V nè, cắm vô nè, nó volume lớn nhỏ nè, nó quay nè, đó. Ai bảo là không gắn treo tường được đâu. Quá ngon lành luôn chứ. Đó, thấy không? Muốn treo treo thôi, muốn đứng đứng thôi. Tuốt năng cơ quay rồi ngọt lịm như mía đường luôn. Rồi đầu quạt đa năng luôn ha cô chú anh chị ha, không thang 12 24V, muốn quạt đứng thì đứng, muốn bàn thì bàn, muốn treo tường thì treo ha cô chú anh chị ha. Rồi 300k một cái cộng phí ship, hai cái miễn phí ship luôn. Liên hệ Zalo em gấp gấp về ăn Tết nha.